Rồi bot chết này. Đó anh em. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game Emujinjin nha anh em ơi. Hôm nay mình lại làm một video đi săn bot vàng nha anh em ơi. Săn bot vàng kiếm hộp mà mở ra đồ full. Đồ 380 nha, vàng ngọc nha. Thì con game này là sẽ open chính thức vào 7 giờ ngày hôm nay nha anh em ơi. 7 giờ tối nha. Bây giờ là mình sẽ đi săn boss xem boss rớt ra đồ gì ngon không nha. Thì boss này là boss vàng này là boss 2 tiếng nó xuất hiện một lần nha. Thanh boss này là được quy quay luôn. Đây, máu boss khá là trâu. Bốt khá trâu anh em ơi. Đam nào to hơn? Đam này nhanh hơn. Khá là low chat. Boss này nó sẽ rớt ra một hộp vàng cooldown nha anh em ơi. Vãi đái low chat thiệt. Cái gì máu máu giảm này, giờ nó đánh mình máu giảm luôn kìa, kỳ ơi. Bot mình có chuẩn bị đây một ít là chút xíu mình mở cho anh em xem. Ở đây khi mà nó open là đồ nó sẽ bán hỗ trợ đồ này nha anh em ơi. Hỗ trợ đồ này cho anh em đi cài reset. Đây mua máu mình ra mình đấy chứ không có làm chết luôn rồi trời. Bot này khỏe quá trời luôn. Oh lại đâu mất tiêu rồi. Đây đây đây. Đây đây còn sắp chết rồi. Bot khá là nhiều máu. Rồi bot chết này. Đó anh em thấy không? Bot chết là rớt được hộp cooldown cộng 5 nha. Đây lụm luôn. Và nhận được 200 WeCoin. Đó. Đây là cái bot vàng này. Ở đây mình ném bot cho anh em xem luôn. Thì anh em chiếc khăn giờ là mình đi săn thôi. Giờ mình đi săn boss này mình kiếm đồ thôi.
đầy Thái Bình này. Đó, mình ném ra thôi, mình không lộn đại dương. Để mình ném cái hộp 4 trước nha. Dây chuyền lửa này. Đó, nó có thể ra đầu cùi luôn á. Đầy Thái Bình cùi. Tương thần chết, cái này là để ép Win 2.5. Đó. Nói chung là ra đồ khá là đa dạng. Hút cộng 5 mà còn ra đồ cùi nữa kìa. Phép thuật. Đang alpha cho nên alpha test cho nên mình đã có một bộ full rồi. Không ra được ít ngọc nào vậy? Găng hồng long. Đó. À, tối nay là open là có code cho anh em luôn nha. Anh em nhớ tham gia nè. Rồi ngọc may mắn nè. Đó. Mở là ra được ngọc may mắn là tăng dòng may mắn nha anh em ơi. Ngọc skill nè, tăng dòng skill nè. Rồi, lại win 2.5 nữa. Tiếp ngọc may mắn. Nói chung boss này nó ra được cũng khá là nhiều. Đó. Đó, mấy cái nguyên liệu mà để ép đồ lên đó là anh em chân bot nó có. Đây còn mấy cái này là mua bằng PC coin đây. Mới đào vào là anh em anh em vào đây mua đồ, giống như chơi đây là phải không? Lại đây là mua được một set đồ này. Skill đây. Đó. Và mua một con gấu nha. Đây. Vào mua gấu nè, muốn chăn nhanh nha, muốn chen nhanh nha. Rồi mua bùa nè. Đó. Rồi nút. Mới vào đang là level thấp á. Chen ra đây chen. Chen mà chen đủ level. Đủ lên Ayana nha. Khi nào đủ lên Ayana là mình bay lên Ayana mình chen. Chứ mua một lúc đầu vào nó đã hỗ trợ mình 32 coin rồi. Anh em vào mua một cái bùa. Mua một con gấu. Chen đủ level anh em lên đây nè. Đó. Lên đây đó. Vô các chuồng này nè. Đánh coin. Rất nhanh nha, reset rất nhanh nha anh em ơi. Lúc đầu thì nó chỉ cần 200 liver là nó reset được rồi. Đó đó. Rồi reset là cũng có quy coin. Rồi chứ canh 2 giờ là chưa đúng 2 chứ cách 2 giờ là cái boss vàng nó ra anh em lại lại đi săn boss vàng. Đây còn cái giờ các cái sự kiện này. Các sự kiện là anh em nhấn F5 lên nha. Đó, nhưng em làm mình là nó có các giờ đếm ngược đó. Vậy là mình chen thôi, chen trên stadium nha anh em ơi. Stadium là nó sẽ nhanh hơn nha. Đó. Tối nay mình rảnh thì giờ open rảnh thì mình sẽ like cho giao lưu với anh em nha. Vào test luôn. Đó. Tối nay những cái nhân vật mà tạo trong cái lúc alpha test là sẽ xóa hết nha anh em ơi, là sẽ làm mới lại hết nha. Đó. Tối nay mình sẽ bắt đầu là cài cúp lại từ đầu. À, nó bán đồ trong shop là bắt đầu cộng 7 nha, full hoàn hảo cộng 7 thôi nha.
Thôi video mình thêm kết thúc tại đây nha. Hẹn anh em 7 giờ tối nay nha, khi server open nha. Bye bye.